Kính chào quý vị, chúc quý vị ngày mới nhiều niềm vui và thành công trong công việc. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sáng nay ngày 3 tháng 8, bản tin sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Kiến tường, những tấm lá chắn vượt nắng thắng mưa nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19. Đề nghị các cơ quan trên địa bàn Hà Nội làm việc trực tuyến tại nhà. Phần tin thế giới, hệ thống y tế Indonesia bị quá tải nghiêm trọng. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, đồng hành cùng với người lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang thực hiện nhiều chương trình hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với người lao động, đặc biệt là người lao động trong các khu vực phong tỏa, cách ly y tế, phòng dịch và lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch. Sau đợt 1, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức thăm động viên cơ sở y tế tuyến đầu chống dịch đợt 2 tại 7 bệnh viện dã chiến và 9 khu cách ly tập trung ở thành phố Tân An và các huyện Thủ Thừa, Tân Trụ, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng và Tân Hưng. Đồng thời, hỗ trợ mỗi đơn vị tuyến đầu 25 triệu đồng. Qua đó nhằm chia sẻ với những khó khăn và động viên tiếp sức kịp thời cho các chiến sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã hỗ trợ 15.000 phần quà với tổng kinh phí 3 tỷ 750 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Những hoạt động thiết thực kịp thời trên thể hiện sự nỗ lực của các cấp công đoàn trong tỉnh với mong muốn người lao động vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng địa phương kiểm soát, phòng chống và sớm đẩy lùi dịch bệnh. Trong suốt những ngày cao điểm phòng chống dịch COVID-19, các chốt kiểm soát dịch bệnh được xem là những tấm lá chắn ngăn chặn dịch lây lan. Ở đó, những cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã cùng nhau vượt nắng thắng mưa để thực hiện nhiệm vụ ngăn dịch xâm nhập từ khu vực cửa ngõ. Ghi nhận tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Mời quý vị cùng theo dõi. Tại điểm chốt nằm trên quốc lộ 62 thuộc địa bàn phường 2 thị xã Kiến Tường, người và phương tiện qua lại nhiều nên lực lượng làm nhiệm vụ gần như không được nghỉ ngơi mà phải liên tục kiểm soát giấy tờ lưu thông cùng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện lưu thông, lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu chủ xe quay đầu không được tiếp tục di chuyển vào địa bàn. Tất cả nhiệm vụ đó đều được thực hiện khẩn trương, đảm bảo giao thông thông suốt, không để ùn tắc. Từ khi có dịch bệnh tới nay thì Ủy ban dân phường đã triển khai cái đội kiểm tra lưu động nhanh. Qua đó đã xử lý lập biên bản, đã quyết định xử phạt 10 trường hợp. Từ ngày 28 tháng 7 năm 2021 thì Ủy ban dân phường 2 thành lập hai cái chốt kiểm dịch. Qua đó thì lực lượng hỗ trợ cho thị xã là thêm cái đội thị xã là 4 người và cái đội kiểm dịch của phường 2 hai chốt là tổng cộng là khoảng trên 30 người. Vượt qua trở ngại của thời tiết, các lực lượng đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được phân công. Ngày đêm 24 trên 24 giờ bám trụ, túc trực tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch, với quyết tâm góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người. Về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường 3, thì cũng thành lập hai chốt kiểm tra vào các cái ngõ của phường thì để kiểm tra về cái vấn đề đi lại của người dân. Thì đối với những trường hợp mà có giấy tờ xác nhận đầy đủ thì phường cũng tạo điều kiện cho các hộ dân đi lại để mua nhu yếu phẩm cần thiết cũng như là công việc để mà đặc biệt là trong cái vụ thu hoạch lúa thì cũng tạo điều kiện cho bà con nông dân đi lại mua bao bì sản xuất cũng như là những thương lái đi thu mua lúa cho bà con nông dân. Dù khó khăn, dù gian khổ nơi tuyến đầu chống dịch, nhưng lực lượng chức năng tại tất cả các chốt kiểm soát trên địa bàn thị xã Kiến Tường vẫn không hề nao núng tinh thần, giữ vững quyết tâm chiến đấu với niềm tin chiến thắng đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, sau quyết định giảm tiền điện, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xem xét điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền và quy định pháp luật khẩn trương xem xét thực hiện điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ cho người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhất là tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố
đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Để tranh thủ tận dụng thời gian khi thành phố giãn cách, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị trung ương trên địa bàn thành phố bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà. Chỉ những trường hợp thực sự cần thiết như là trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Công an thành phố cùng các sở ngành liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng hướng dẫn, kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện lưu thông trên đường, đảm bảo đúng đối tượng, đúng nhiệm vụ trong trường hợp thực sự cần thiết, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, cùng với cả nước thì tỉnh Đắk Lắk đang căng mình chống dịch COVID-19. Mỗi người dân trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện hành động nhỏ để mang lại ý nghĩa lớn nhằm cùng với lực lượng tuyến đầu tạo nên sức mạnh tổng hợp đẩy lùi dịch bệnh. Đáng chú ý là nhân dân trên địa bàn đã nhiệt tình ủng hộ hàng trăm tấn nông sản để gửi đến tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh một buổi tập kết phân loại nông sản tại tỉnh Đắk Lắk trước khi gửi về tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các hội đoàn thể triển khai vận động diễn ra từ ngày 8 tháng 7. Chương trình vận động nông sản ủng hộ tâm dịch đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương. Tôi với trên tinh thần là một trưởng nhóm của thiện nguyện cũng như là một tình nguyện viên, tôi đã tích cực cùng với các anh chị là mạnh thường quân, nhà hảo tâm những ngày qua đã cùng vận động đến trao cho ban tổ chức là với tính tại hiện tại là sẽ là hơn 20 tấn hàng rau củ quả các loại. Trong đợt 1, Mặt trận tỉnh cùng các cơ quan tổ chức đã huy động hỗ trợ 265 tấn nông sản, nhu yếu phẩm cho thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, một số tổ chức như Nhóm Rau 47 Yêu Thương cũng đã tích cực kêu gọi, vận động, hỗ trợ 120 tấn cho thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Phú Yên trong đợt dịch thứ tư này. Người dân thì họ rất là nhiệt tình. Khi họ nghe nhà chùa kêu gọi thì họ từ chợ đến chùa. Chúng mong rằng là tất cả các cái đoàn thể, cơ sở, giáo cũng như là các tôn giáo bạn, chúng ta cố gắng dành cái tấm lòng, tình tài, tình vật để hướng về cái công cuộc tiếp lửa này. Mặt trận cũng sẽ sử dụng những cái bao mà nó có cái thông khí để mà làm sao vận chuyển củ quả vào. Và trước khi vận chuyển vào thì phải lựa lại. Tất cả những cái khâu đó mình phải làm hết sức chặt chẽ. Bởi vì người ta nói rằng là của cho không bằng cách cho nên là Ủy ban Mặt trận cũng đã có cái sự phối kết hợp với các đơn vị để làm sao mà khi những mặt hàng của mình đến với người dân đảm bảo được thì đó là cái niềm vui của người dân Đắk Lắk. Dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang diễn biến phức tạp, rất cần những chuyến xe nối dài chở nông sản hỗ trợ thành phố, cũng là chở yêu thương, chở nghĩa tình san sẻ khó khăn để người dân thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực chiến thắng đại dịch. Thưa quý vị, thời điểm này thì nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Do đó, việc đi lại của người dân bị hạn chế, giao thương hàng hóa cũng bị ảnh hưởng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các chợ đầu mối đều đóng cửa. Theo đó, thì nông sản ở các tỉnh thành cũng khó tiêu thụ, trong đó có con tôm tại tỉnh Long An. Hiện tại, việc tiêu thụ tôm tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều hộ nuôi lao đao vì tôm đã đến ngày thu hoạch mà không bán được. Toàn huyện có trên 610 hectare nuôi tôm nước lợ, trong đó phần lớn là tôm thẻ chân trắng. Từ đầu năm 2021 cho đến nay, tình hình thả nuôi trên địa bàn huyện không thuận lợi do xuất hiện nhiều loại bệnh trên tôm. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên những ngày qua giá tôm giảm mạnh. Một số hộ nuôi chưa đến ngày thu hoạch đã bán tháo tôm vì sợ thời gian tới sẽ khó bán hơn. Người dân mong muốn ngành chức năng quan tâm, hỗ trợ tiêu thụ thủy sản để vừa chống dịch, vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế cho người dân. Tại huyện Tân Trụ, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện phối hợp với các xã xa trung tâm huyện, tổ chức điểm bán hàng bình ổn giá, vừa phục vụ nhu cầu hàng hóa thiết yếu cho người dân, vừa giúp tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện trong mùa dịch COVID-19.
Từ ngày 31 tháng 7, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Tân Trụ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Nhật Ninh mở điểm bán hàng bình ổn giá tại điểm trường tiểu học Nhật Ninh để phục vụ người dân trong xã. Với đầy đủ các mặt hàng từ thịt, cá đến rau, củ quả các loại do nông dân trên địa bàn huyện trồng và rau củ Đà Lạt được đặt mua về cung ứng để người dân có thêm nhiều mặt hàng lựa chọn. Hoạt động mua bán tại đây đảm bảo an toàn phòng dịch, nhất là nguyên tắc 5K, tạo sự an tâm, an toàn cho lực lượng tham gia bán hàng và người dân khi đến mua. Trên địa bàn xã thì không có cái bắt mắt xanh cũng như là sang hà. Sở Ủy ban nhân xã phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng cũng như là cơ sở Thành Mỹ để chúng ta bình ổn giá các mặt hàng, bình ổn giá cho người dân. Các mặt hàng rau củ thì ở đây thì cơ sở chỗ anh Mỹ thì 15.000 cái giá cả là đồng giá. Còn các mặt hàng như thịt heo, gà, rồi vịt thì theo cái thời giá. Về phía ủy ban cũng phối hợp phân công các cán bộ của xã cũng như các lực lượng công an, quân sự về việc mà chúng ta điều tiết để mua các mặt hàng thiết yếu của người dân. Các điểm bán hàng thực phẩm thiết yếu được ngành chức năng huyện Tân Trụ phối hợp với các địa phương tổ chức giúp kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản với giá cả bình ổn cho người dân địa phương. Sự lây lan của biến thể Delta khiến số ca mắc COVID-19 mới tăng cao trong thời gian qua. Hệ thống y tế của Indonesia đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng với tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do COVID-19 chiếm phần lớn số giường bệnh tại nhiều địa phương. Theo thống kê của Bộ Y tế Indonesia, ngoài hai tâm dịch tại Java và Bali, hiện đang có 7 tỉnh khác có hơn 70% số giường bệnh được sử dụng, chủ yếu để điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong số này, hệ thống y tế tại các tỉnh Đông Kalimantan, Lampung, Nam Sumatra và Riau đang chịu sức ép nặng nề nhất, với số giường bệnh được sử dụng từ 74-83%. Một số bệnh viện đã phải từ chối nhận bệnh nhân chuyển tuyến, thậm chí treo bảng đóng cửa do quá tải. Trong khi đó, ngoài Java, tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19 vẫn diễn ra khá chậm chạp tại các địa phương khác và mới được triển khai đối với nhóm đối tượng người cao tuổi. Nước Mỹ tưởng chừng như đã kiểm soát được đà lây lan của đại dịch COVID-19 với chiến dịch tiêm vaccine được đẩy mạnh của Tổng thống Joe Biden. Nhưng giờ đây, người dân nước này lại phải đối mặt với một làn sóng lây nhiễm mới. Hệ quả là hàng loạt chuyên gia y tế kêu gọi chính quyền Mỹ tái áp dụng quy định yêu cầu người dân đeo khẩu trang trong bối cảnh biến chủng Delta ngày càng lan rộng. Việc đeo khẩu trang một lần nữa phải trở thành thói quen hàng ngày, mặc dù đã tiêm chủng hay chưa. Như vậy, chúng ta mới có thể ngăn chặn xu hướng và mức độ gia tăng lây nhiễm hiện tại. Không chỉ tại California, các quan chức y tế tại các bang Arkansas và Missouri cũng đang xem xét việc tái áp dụng các quy định về khẩu trang do các ca bệnh gia tăng. So với virus phát tán tại Mỹ khi bắt đầu đại dịch, thì biến thể Delta mạnh hơn và dễ lây lan hơn rất nhiều. Đây là một trong những virus lây qua đường hô hấp kinh khủng nhất mà tôi chứng kiến trong 20 năm hành nghề của mình. Các chuyên gia về quá trình lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 đã nhận định rằng việc đeo khẩu trang vẫn là biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe của hàng chục triệu người chưa được tiêm vaccine. Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng đã được tiêm vaccine cũng không có nghĩa là miễn nhiễm. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, các biện pháp chống dịch mới của chính quyền Mỹ nếu được áp dụng cũng sẽ khó đạt được thành công như trước do tâm lý của người dân đã thay đổi. Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ cảm thấy thất vọng sau khi họ đã nhìn thấy ánh sáng vào cuối đường hầm. Việc tái áp dụng các biện pháp chống dịch này sẽ được coi như một bước lùi vậy. Tốc độ tiêm chủng giảm, mục tiêu 70% dân số được tiêm của Tổng thống Joe Biden khó lòng đạt được. Khẩu trang đang trở lại ở Mỹ, nhưng lại là một sự trở lại chậm chạp. Vì người ta vẫn cứ lưỡng lự, đeo hay là không đeo khẩu trang, các ca bệnh thì ngày càng gia tăng. Có vẻ như thời gian đang không ủng hộ nước Mỹ trước mối đe dọa của biến chủng Delta. Chính phủ Hà Lan đã thông báo hủy tất cả các lễ hội âm nhạc mùa hè sau khi số ca mắc COVID-19 tăng đột biến trong vài tuần qua. Tuy nhiên, Hà Lan vẫn nới lỏng các hạn chế đi lại tới hầu hết các quốc gia ở châu Âu. Mặc dù đã bán hết vé, nhưng lễ hội âm nhạc Lowlands sẽ không thể diễn ra như kế hoạch. Lễ hội này cũng từng bị hủy hồi năm ngoái do đại dịch bùng phát mạnh. Các lễ hội âm nhạc tương tự như Mysteryland và Down the Rabbit Hole dự kiến vào tháng 8 cũng không diễn ra. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết sẽ gia hạn lệnh cấm đối với các lễ hội kéo dài hơn 24 giờ, ít nhất là cho đến ngày 1 tháng 9.
giới chức y tế cho rằng việc xét nghiệm virus cho những người tham gia lễ hội là quá phức tạp. Trước đó, Hà Lan đã nới lỏng các hạn chế đi lại đến các nước châu Âu, giúp du khách thuận tiện hơn trong việc đặt chỗ cho các kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, chính phủ Hà Lan đang phải cân nhắc lại những kế hoạch nới lỏng trên sau khi số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trở lại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.